này viên giặt nha nhà mình. Một cái túi này là 39 viên nha. Cái máy của mình mà từ 30 đến 65 lít thì bỏ một viên nè. Còn trên 65 lít á thì mình bỏ hai viên nha. Cái này là gọi là 4 trong 1 nha nhà mình. Thứ nhất là nó sẽ giúp quần áo mình trắng sáng nè. Thứ hai là giúp quần áo mình nó mềm á, vải mình nó mềm, nó không bị khô cứng á. Nữa là nó thơm nè. Rồi nó kháng khuẩn nha. Nó kháng khuẩn. Máy cửa trước, cửa trên gì đều dùng được hết nha. Vì nó không có nhiều bọt. Mà đặc biệt là nó thơm nha mọi người. Nó thơm mình trắng sáng đó. Trời mưa mà mình giặt, mình phơi khô thì quần áo mình không có bị mốc, bị hôi nha. Đó, một cái túi này là 39 viên là 270 ngàn nha cô chú anh chị. Người nào mà đi làm bệnh rộn nó xài cái này rất là tiện luôn. Cứ thảy viên vô xong nha. Trong này nó có nước xả luôn mọi người. Nó có cái hương hoa này, hương hoa hồng nè. Nó có hai màu, màu xanh với màu hồng. Cái màu xanh là oải hương. Còn màu này là hương hoa hồng. Nó có cái màu có xả trong này luôn nè nha. Nó hai trong một luôn đó. Đi làm về mệt thì cứ thảy dùng viên xong. Nó muốn làm gì làm, lát ra phơi thôi nha. Chứ không phải lo đong đếm gì nữa hết nha. À, rất là tiện nha. 39 viên là coi như mình nhặt được 39 lần đó. Rồi một cái túi này là 270 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi còn cái viên này là cái viên rửa bát nha. Cái này dành cho nhà nào có cái máy rửa bát á. 150 viên nè. Cái viên nó nhỏ nhỏ vậy thôi mọi người nha. Cái viên y chang vậy nè. Đó, cái viên y như cái hình vậy đó nha. 150 viên. Nhà nào có máy rửa bát thì mình mua cái túi này xài rất là tiện. Tất cả trong một rồi nè. Hàng này của Nhật nha. Viên rửa bát của Nhật. Fitness nhưng mà của Nhật chứ không phải fitness của Đức nha nhà mình nha. Rồi một cái túi này 350 ngàn nha cô chú anh chị. 350 ngàn nha. Ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại shop nha. Rồi Tết nhất đến nơi nhà cửa cũng phải sạch sẽ nha mọi người. Cái chai này là cái chai nước lau kính nha. Một cái chai này là 55 ngàn nha cô chú anh chị. Nước lau kính. Tết rồi làm cho nhà cửa sạch sẽ bóng láng lên nha. Lau kính là 55 ngàn. Cái này là xịt trong nhà vệ sinh nha. Trong nhà vệ sinh một chai này cũng 55 ngàn nha. Trong nhà vệ sinh nè. Chà nhà vệ sinh bồn cầu rồi ha. Cái này nó thơm. Cái mùi này nó thơm nhẹ nhẹ mọi người. Nó không có gắt giống như cái hàng mình mua trong siêu thị đâu. Nó rất là mùi rất là dễ chịu. Cái hàng Nhật này xài rất là ok nha. Rồi còn cái này là chùi các cái dụng cụ nhà bếp mọi người. Cái nào mà nó bám dầu mỡ mà nó cứng đầu á mà mình chùi không được á. Mình mua cái chai này mình xịt vô. Xong mọi người lau đi là nó sạch sẽ hết rồi. Mình có cái lò nướng mọi người. Để gần cái bếp á xong nó bắn dầu mỡ vô chùi đâu có đi đâu. Cái mình lấy cái chai này mình xịt vô. Xong lấy khăn giấy á. Nhà mình thì bây giờ xài khăn giấy không có xài khăn vải mọi người. Xài khăn giấy xong dục luôn mọi người. Cẩn thận thì mọi người đeo cái bao tay vô. Bao tay xốp vô mình lau. Để cho đừng có hóa chất vô tay. À, mình muốn an toàn thì mình làm vậy đó. Rồi mình chùi là nó sạch bóng láng hết. Nồi niêu son chảo hoặc là những cái dụng cụ mà ví dụ như cái vách đó mọi người, cái vách trong nhà bếp á, mình nấu nó bắn dầu mỡ lên nó rất là dơ đúng không? Mình chùi bình thường nó không có đi. Mọi người xịt cái này lên chùi từ từ nó đi hết nha. Cái chai này nó hay lắm. 55 ngàn một chai nha. Mọi người muốn mua bao nhiêu chai thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Em nhắc lại cái này là xịt cái đồ trong nhà bếp nè. Còn cái này là bồn cầu nha. Còn cái này lau kính nha. Mọi người muốn mua bao nhiêu chai mọi người inbox cho em nha. Cái chai này cũng là cái chai xịt trong nhà bếp cho nhà mình. Xịt những cái đồ thiết bị trong nhà bếp đó. Là cái của cái hãng này thì là 130 một chai nha. 130 một chai. Cái này dạng xịt đó. Mình lắc lắc lên nhà mình xịt nó ra giống như là bông tuyết đó mọi người nha. Đó, một cái chai này là 130 ngàn nha. Hàng của Nhật nha cô chú anh chị nha. Mình là cái dòng mà gia đình Nhật á. Rồi còn cái này là thông cống nha. Thông cống một chai này là 85ml à, là 75k nha. Một chai này 75k. Lâu lâu mình phải thông cống mình cho nó cống sạch sẽ thì nhà mình nó không có hôi á nha. Một chai này là 75k. Ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại shop nha. Cái hàng này hàng của Nhật cô chú anh chị à, cống trong nhà tắm nè. Hoặc là cống trên nhà bếp đó. Lâu lâu mình cũng phải làm cho nó thông đi, cho nó đừng có hôi. Còn cái chai này á, là cái chai tẩy lồng máy giặt nha.
Một cái chai này dùng cho một cái máy lọc giặt 9 lít. Mình cứ đổ cái chai này hết vào trong cái lồng máy giặt. Xong rồi là mình chọn cái chế độ là vệ sinh lồng máy giặt. Rồi còn máy nó làm gì là chuyện của nó. Cứ 3 tháng mình tẩy một lần nha cô chú anh chị nha. 55 ngàn một chai nha. Ai mua thì mọi người cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. 55 ngàn chai tẩy lồng máy giặt. Cứ 3 tháng là tẩy một lần cho nó sạch cái máy. Vì là quần áo mình á, nó cũng dơ lắm á, nó đóng trong bên trong đó đó. Rồi ai mua thì mọi người inbox địa chỉ số điện thoại cho cô chú anh chị. Rồi cái này là sữa tắm Hatomogi một chai 800ml 150.000 một chai nha. Cái sữa tắm này, sữa tắm khuôn này dành cho quý ông nè. Cái khuôn này hôm nay sale đồng giá luôn 150.000 một chai nha. Cái này dành cho quý ông tắm mát lạnh luôn á nha. Cái này là Cetaphil này vừa tắm vừa rửa mặt được luôn nha mọi người. Một cái chai này 591ml là 390 nha. Rồi cái sữa tắm này, sữa tắm sữa bò nè mọi người. Là cái này là 160 một chai nha. 160 một chai. Ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho tôi nha. Còn này sữa tắm Hàn Quốc nè, Happy Bath nè, 180 một chai nha. 180 một chai sữa tắm Happy Bath. Rồi ai mua thì mọi người inbox địa chỉ số điện thoại cho shop nha. Còn cái sữa tắm này là sữa tắm hương nước hoa Sexy Skin. Sexy Skin này 165.000 một chai nha. Sexy Skin 165.000 một chai. Còn cái này là nước tẩy trang Hatomugi, một cái chai này là 500ml. Nước tẩy trang một chai này 500ml là 200.000 nha, 200.000. Chị em thì nên có cái chai này nha. Tại vì mình không trang điểm đi mình cũng cần tẩy trang mọi người. Ví dụ mình làm bếp đi nó cũng có bánh dầu mỡ lên mặt nha. Rồi mình đi ra đường bụi bặm nè, mình cũng cần tẩy trang. Đó, hoặc là mình xài kem chống nắng xong mình cũng cần tẩy trang nha. Một cái chai này 200k mà được tới nửa lít là rất là nhiều mọi người nha. Còn cái chai dầu tẩy trang thì 230 nha. Dầu tẩy trang là cái chai này. Ai trang điểm nhiều thì mua cái chai dầu tẩy trang nha. Trên dầu thì 230. Còn cái chai này là sữa rửa mặt tạo bọt nha nha mình. Sữa rửa mặt tạo bọt thì một cái chai này là 140 nha. Một chai này 140 Hatomogi nè, sữa rửa mặt tạo bọt. Còn cái này là dầu gội Rio của Nhật. Mọi người mua cái dầu gội Rio này thì của Nhật xài thử đi mọi người. Cái này nó rất là ok nè. Tóc suôn mềm mượt, cái hãng này rất là nổi tiếng của Hàn Quốc nha. Cái này của Hàn Quốc, một chai là 550ml, một cặp này là 400.000 nha. Một cặp dầu gội Rio thảo dược Hàn Quốc một cặp là 400.000 nha cô chú anh chị. Còn không thì mọi người mua cái cặp này nè. Cặp này giá nó cũng rất là ok nè. Cặp này là dầu gội Sa Lâm Linh của Nhật nha. 350 một cặp. Một chai gọi một chai xả nha mình. 350 một cặp, một chai tới 1.000ml lận. Mọi người cái này mà gọi cả năm mới hết, nếu mà một người gọi chắc cả năm mới hết nha. Cái này lúc trước á là giá nó tới 500.000 một cặp. Hiện nay giá sale cực kỳ tốt luôn, chỉ có 350.000 một cặp thôi. Mọi người nên mua, tranh thủ mua cái loại này nè. 1.000ml xài lâu lắm. Cái này xài thích lắm mọi người, mình đang xài cái loại này nè. Thứ nhất là nó gội đầu nó tóc suôn mềm mượt nè. Mà nó lại được nhiều mọi người, tới 1.000ml là nhiều lắm. Mọi người đi kiếm một cái chai mà 1.000ml mà giá rẻ này không có đâu nha. Rồi 350.000 một cặp nha.
Mọi người muốn mua hai chai gội cũng được, hai chai xả cũng được, cứ hai chai là được, giá là 350.000 nha. Còn ai mà tóc bị gầu á nha, tóc bị gầu á thì mọi người mua cái cặp này. Cái này cũng có một chai gội, một chai xả nha. Cặp này là gầu, ai tóc bị gầu bị ngứa đó, mua cái cặp này gọi là 400.000 một cặp nha. Dầu gội ly ông của Nhật là chuyên, cái dòng này là chuyên trị gầu thôi. Mua một cặp này vừa gọi vừa xả là 400.000 nha. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ, số điện thoại cho shop nha cô chú anh chị. Rồi tóc á, thì mình phải ủ tóc nha, lâu lâu mình ủ tóc cho tóc mình suôn mềm mượt nha. Đây một cái hũ này là 240.000 nha. Fino của Nhật này, cái hãng rất là nổi tiếng về chăm sóc tóc nha. Riêng cái dòng mà ủ tóc của nó là rất là nổi tiếng và bán rất là chạy luôn. Chị em nên một tuần mình ủ một hai lần cho tóc mình suôn mềm mượt nè. Nhìn cái mái tóc, người ta nói cái răng cái tóc là vóc con người đó mọi người. Mình phải chăm sóc cái cả cái răng mà cả cái tóc luôn nha. Rồi một cái này là hũ này là 240.000 nha. Nói tới răng thì lấy đồ răng ra nha mọi người. Răng thì đây, răng thì có kem đánh răng, có nước súc miệng nha. Có kem đánh răng và có nước súc miệng. Nước súc miệng này nó hương trà xanh, 220 một chai. Còn cái này là màu cam này thì là 180 một chai nha. Màu xanh, màu hồng, màu đen, màu trắng là nó 220. Còn riêng cái màu cam này là giá là 180. Vì cái màu cam là nó ngăn ngừa mảng bám. Mọi người cứ ăn cơm xong mọi người súc miệng, súc khoảng 30 giây gì đó cho nó nó sạch cái răng đó mọi người. Sạch răng thì mình không tốn tiền, mình đi cái gì á, đi lấy cao răng á nha. Là cái chai màu cam này nè. Còn cái chai màu xanh này thì kháng khuẩn chuyên sâu nè. Màu trắng là trắng răng, màu hồng là thơm miệng, màu đen là dành cho mấy người mà hút thuốc nhiều nha. Đó. Thì ai muốn mua cái loại nào thì mọi người cứ inbox địa chỉ, số điện thoại cho shop nha. Chăm sóc răng. Và bây giờ tới kem đánh răng nha nhà mình. Kem răng thì có rất là nhiều loại. Nay sale shop cho nhà mình kem đánh răng nha. Ai muốn mua thể loại nào mọi người cứ inbox nha. Đây, những người vô sau nhưng mà được mua được giá tốt nè. Đây các thể loại kem đánh răng nè. Kem răng Hàn Quốc thì nó có 4 màu nha mọi người. Kem răng Hàn Quốc. Còn cái này là sữa rửa mặt xăm. Còn có cái kem đánh răng Hàn Quốc màu đỏ nữa. Đây. Kem răng Hàn Quốc thì nó có tới 4 màu lận. 4 màu, từ từ lấy ra màu màu. Còn kem răng Nhật thì ở đây có 3 loại nè. 3 loại này kem răng Nhật nè. À, cái này lẻ một cây là 50.000 à. Hôm nay bán cho cô chú anh chị là 50.000 luôn nha. Bình thường là cái này 60.000 một cây. Hôm nay trên cái line này em bán combo này nè là 100.000 nha. Ai mua 2 cây là 100.000. Giá cực kỳ ưu đãi luôn nha cô chú anh chị. Còn cái này 70.000 một cây nha. Nếu mà mọi người mua combo này thì là 160 nha. Ai mua combo này là 160 3 cây nè. Chỉ có giá trên line thôi nha mọi người. Đó, còn bình thường cái cây này là 70.000. Hôm nay mọi người combo 3 cây này là 160 nha. Hai cây này là 100 với cây này 60. Cái này bình thường là bán 60 nè. Hôm nay trên live này em sale cho mọi người combo 3 cây này là 160 nha. À, cái này là kem răng aqua trà xanh nè, cái này kem răng white nè, kem này căng muối nè. Cái muối thì dựa ngừa mảng bám á. Còn cái white này giúp trắng răng nè. À, Quỳnh Phạm cho em địa chỉ số điện thoại, nhắn giùm em địa chỉ số điện thoại luôn nha. Đó. Cho em địa chỉ số điện thoại ngày mai em giao nha. Mọi người hôm nay lên like, mọi người lên like trễ nhưng mà hôm nay em sale shop nha. 09097 à, cái này chưa đủ á, chị phải nhắn đầy đủ em mới được, hoặc là chị nhắn vào cái số điện thoại của em á, số 0925366 số trên này nè. Em copy ra lại nha, chứ không là lát em quên á, tại vì cái này lát nữa nó xuống đơn là nó 0907 14306.
0907 1 4 3 0 6. Rồi, một cái combo kem đánh răng ha. Combo 160 3 cây. Rồi. Còn nếu mà ai mua combo mà kem đánh răng Hàn Quốc 4 cây. 4 cây thì nó là 220 nha. 4 cây là 220. Mọi người ai mua thì cứ inbox cho em nha. 090 0907. Ship ra chị ở đâu ạ? À? Chị ở địa chỉ nào ạ? À? 09097. Vậy là hồi nãy chị cho là không đúng, đúng không? 09097 để em coi kỹ lại rõ đúng chưa? 09097 14306. Chị không có Zalo hả? Có Zalo là nó hiện hiện lên nè. À. Không có Zalo. 0909714306. Chị nhắn lát nữa chị nhắn địa chỉ giùm em nha. Nhắn địa chỉ giùm em. Tiền ship nếu mà chị ở thành phố á, thì nó 30.000 nha. Còn nếu mà mình ở vùng sâu vùng xa á, thì nó khoảng là 37.500 nha. Rồi. Rồi kem đánh răng Nhật ai mua combo nữa thì là 160.000 nha chị em. Hôm nay em xem shop cho nhà mình nha. 160.000 3 cây. Cây Aqua này em mới cầm đây nó mất tiêu rồi. Rồi em nhớ rồi nha chị, 3 cây. Cây đánh răng kem đánh răng Aqua nữa. Còn cái 4 cây hàng Hàn Quốc mà 4 cây là 200.000 nha mọi người, 220.000 nha, 4 cây 220.000. Để em lấy đủ màu ra cho mọi người xem nha. Nó nằm tốt ở trong này nè. Đây, Hàn Quốc thì nó có nhiều màu nha mọi người. Cái màu này là răng yếu nè. Cái này là vừa cao răng nè. Cái này trắng răng nè. Và còn một cái màu xanh dương nữa là dành cho răng bình thường nha. Mọi người mua 4 cây là 220 nha. Combo 4 cây là 220. Mọi người mua 4 cây nào cũng được nha. 4 cây 4 màu cũng được, mà 4 cây 1 màu cũng được, mà 4 cây 3 màu cũng được. Tức là cái 4 cây là 220 nha. Đó, giá này mọi người mua là rất là hời nha. Chứ bình thường là cái này là tới 65.000 một cây của chúng chị. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho em, số điện thoại liền em sẽ để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Ai mua thì mọi người cứ inbox địa chỉ số điện thoại shop sẽ giao nha. Nếu mà ai mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, mà nội thành á, thì nó 22.000, nhưng mà ngoại thành á, thì là nó 30.000. Còn tỉnh á, thành phố là 30.000, mà về huyện á, thì nó là 37.500 nha mọi người. Đó. Cái ship lúc này nó có giá như vậy nha. Mà giá là dưới 1 ký nha mọi người, chứ còn trên 1 ký thì nó lại giá khác nha. Đó, tính theo ký á, dưới 1 ký giá khác, dưới nửa ký giá khác, trên 1 ký giá khác. Đó, nó cứ nhiều lên thì nó tính thêm. Rồi combo mà 4 cây kem răng Hàn Quốc thì là mọi người cho em là 220.000 nha. Rồi ai mua thì mọi người inbox địa chỉ số điện thoại cho em nha. Đó, kem Hàn Quốc là nó có 4 màu. Hiện tại em đang ở đây em có 3 màu thôi, nhưng mà khi mọi người mua thì em sẽ có đủ 4 màu nha. Rồi ai mua kem đánh răng nữa thì cứ cho em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi tới theo là sữa rửa mặt nha nhà mình. Sữa rửa mặt này nè. 75.000 một tiếp nha. Hatomogi hàng Nhật. Cái này dành cho da mụn nè. Cái này dành cho da bình thường mọi người. Cái này loại này rửa rất là thích luôn nha. 75.000 một tiếp thôi, rất là rẻ. Sữa rửa mặt hiện nay đang có giá rất là tốt. Ai mua thì mọi người cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho shop nha. Sữa rửa mặt Hatomogi 75.000 một tiếp. Rồi tiếp theo là sữa rửa mặt
sữa rửa mặt này là Cô C nha mình. Cô C này là 220g. Cái loại này là 160 một tiết. Và anh em sale cho chị em là chỉ có 140 thôi nha. Chỉ có 140 thôi. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho shop nha. 140 một tiết. Cái này 160 cũng sale 140 luôn nè. 160 cái này là oxy dành cho quý ông nè. 160 còn 140 luôn nha. Đây còn đây kem chống nắng nha. Kem chống nắng này là kem chống nắng Aqua của Nhật, nó có 3 màu nha mọi người, nó có 3 màu. Một cái tiếp này nè là 80g 220.000 nha. Nếu mà mua 2 tiếp á thì là 400.000 nha. Mua 2 tiếp là 400.000. Cái này dành cho cái màu này dành cho da dầu da mụn nè mọi người, mà da gì thì mọi người mua inbox thì mình sẽ lấy đúng cái phù hợp với cái da của mình nha. Là cái này vừa có kem lót mà vừa nâng tông nha, vừa chống nắng nè, vừa kem lót vừa nâng tông luôn, cho em không có nhờn, không có bết dính đâu nha. Cái này xài rất là ok nè mọi người. Cái này mình đang xài dở nè, tiếp này đang xài dở nè mọi người. Đó. Bây giờ là ban đêm rồi không có bôi cái này làm gì mọi người. Ban đêm mà không có bôi. Rồi, tiếp theo nè. Chị em nào muốn dưỡng da body ban đêm mua cái loại này giá cực kỳ bình dân nè, 120 nè một chai này thôi nha. 120 một chai này nè. Cái này mà thời điểm trước là nó 160, 170 á, bữa nay đang sale giá cực tốt luôn, 120 nha. À, dưỡng body ban đêm nha nhà mình. Ban ngày thì có chai chai khác nha. Ban ngày thì cái chai ban ngày á anh. Chai ban ngày chai khác mọi người. Nằm đâu rồi ạ? Mọi người chai ban ngày thì nó 200 nhé, nó 250ml. Còn cái chai này là dành cho ban đêm nha. Dưỡng thể ban đêm mọi người inbox thì địa chỉ số điện thoại cho mình nha. Còn kem chống nắng này là em kem chống nắng Hatomogi này, cái loại này thì không nâng tông nha. Còn nâng tông hay không nâng tông gì bằng giá nha. Một cái tiếp này là 160.000 nha. Một tiếp 160.000. Ai mua thì mọi người cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Còn cái này là kem dưỡng da tây nè. Chị em làm việc cả ngày rồi tối về là phải dưỡng da cho nó mềm mại á. Nó không bị thô ráp. Có người là nó bị khô da là do mình xài mấy cái nước rửa chén á. Mình sử dụng cái loại nước rửa chén mà nó làm khô da đó. Thì mình bây giờ mình đổi nước rửa chén khác, là mình phải mua cái kem dưỡng da tây. Hoặc là ban ngày mình làm việc nặng á, nó sẽ chai tay. Thì mình bôi cái kem này nó sẽ mềm mại da tay. Chị em nào mà da mà khô mà thô ráp á, mọi người mua cái này mọi người bôi vô nha. Rồi một cái tiếp này là 160.000, hôm nay cũng sale 140 luôn nha. Đó, sale cho chị em 140. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho shop nha. Cái này là cái giò tinh dầu. Tinh dầu này là xịt trong cái bồn cầu mọi người. Xịt một lần một giọt thôi nha. Một lần mọi người chỉ xịt một giọt thôi. Một cái chai này nè là 110.000, mua 2 chai là 200.000 nha. Combo 2 chai là được 200.000. Xịt cho nó thơm á. Đó, nhà mình có cái bồn cầu đó, mình xịt cho nó thơm. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho shop nha. Cái này kẹo ngậm ho nha mình. Kẹo ngậm ho, hoặc là ai nói nhiều mà nó cứ bị gắt cổ, nó không có thông á, mình mua cái kẹo này mình ngậm nha. Một cái túi này là 270.000, được 70 viên nha nhà mình. Đó, cái vị này là vị chanh mật ong nha, nó có vị bạc hà nè, vị dâu nè, nó có nhiều vị lắm. Đó, ai bị cổ mà nó không có thông đó, mình cứ bị khọt khẹt cái cổ đó, mình ngậm cái kẹo này cho mình nha. Rồi ai mua thì inbox địa chỉ số điện thoại nha cô chú anh chị. Còn cái này hôm nay em sale luôn này mọi người, 60.000 một túi, nay sale còn 40.000 luôn nha. Cái cao dán hồng sâm này em sale cho mọi người, là ai mua khuya là nữ hoàng săn được hàng tốt nè nha. Là 60.000 sale còn 40.000, coi như là giảm 30%, 33% nha cô chú anh chị. Giảm 33% đó, 40.000 một túi. Đâu đâu dán đó, trong này một gói nó được 20 miếng, mình đâu đâu mình dán đó nha. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha cô chú anh chị. Rồi còn cái viên này là viên uống giảm đau nhức xương khớp nè.
Nó thành phần của nó là collagen type 2, boron và bộ acid hyaluronic. Cái acid hyaluronic là nó giúp cho cấp ẩm cho cái khớp á, cấp ẩm vừa cho khớp vừa cho da nha. Còn cái thằng mà collagen type 2 này bổ sung chất nhờn cho khớp nè. Và thêm cái thành phần boron này nữa cũng tốt cho xương khớp nha nhà mình. Một ngày mình chỉ uống một viên thôi nha. Nếu mà ai mà sợ uống nhiều đó thì thay vì mình uống glucosamine thì mình uống qua cái loại này nha. Cái loại này là bổ sung collagen type 2, nó cũng tốt cho sụn khớp. Rồi một cái hũ này là 750.000, mình uống được 110 ngày là gần 4 tháng nha mình nha. 110 ngày là gần 4 tháng á. Thật ra uống cái này nó rất là hay nè mọi người. Mình chỉ uống ngày một viên, nó không phải uống nhiều. Rồi người nào mà sợ uống nhiều á, sợ viên to đó, mọi người có thể uống cái loại này. Cái này mình cũng uống rồi nha. Cái nào tôi cũng thử hết trơn rồi đó. Xương khớp là thử hết rồi đó nha mình nha. Còn ai thoái hóa khớp thì mua cái này nha. Thoái hóa khớp thì mua cái hộp này, 800.000 một hộp, 120 viên. Mình uống ngày 2 viên nha. Cái này gọi là điều trị thoái hóa khớp của Hàn Quốc nha. Mọi người cứ ai mà thoái hóa đốt sống cổ nè, đốt sống lưng nè, thì mọi người nên nên uống cái loại này nha. Cái hãng này là cái sản phẩm này rất là nổi tiếng nha mọi người. Rất là nổi tiếng đó. Ai mà đang bị đau nhức xương khớp nè, thoái hóa khớp nè, thoái vị đĩa đệm nè, thì mình uống cái loại này. Thoái hóa cột sống nè. Đó. Nói chung là các thể loại thoái hóa là xài cái hộp này nha. 800.000 một hộp. Cái này nó sẽ điều trị và phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thoái hóa đốt sống cổ nè, cột sống nè, thoái hóa xương khớp, thoái vị đĩa đệm. Và bên cạnh đó nó còn hỗ trợ điều trị các chứng giảm canxi huyết, chứng đau xương khớp và các bệnh liên quan đến xương khớp khác như là giảm đau các chức năng cận giáp, với lại cái bệnh nhân mãn tính loãng xương cấp độ 2 gây nên chứng thiếu gù lưng do thiếu hụt vitamin D, duy trì cái kết cấu xương chắc khỏe, tăng khả năng hấp thu canxi. Và nếu chúng ta có thể kết hợp với lại glucosamine, omega 3 và canxi để được kết quả tốt nhất nha nhà mình nha. Như vậy nếu mà mọi người muốn là bổ sung thêm omega 3, omega 3 thì có rất là nhiều loại nha mọi người. Omega 3 Nhật, omega 3 Hàn thì cũng có nha. Đây cho mọi người xem cái hũ này là omega 3 Hàn Quốc nè. Đó, một cái hộp này 300 viên là uống được là 5 tháng nha. Còn canxi mà có D3 luôn thì mọi người có thể dùng cái loại này. Canxi D3 luôn mọi người có thể dùng cái loại này nha. Đó. Mọi người dùng cái kết hợp vô thì nó có hiệu quả, nó sẽ nhanh hơn nha. Glucosamine thì mọi người muốn dùng glucosamine hãng nào cũng được, Nhật, Mỹ, Hàn gì đều có hết. Nhưng mà cái quan trọng là mình thích viên to hay là viên nhỏ thôi. Nếu mà viên nhỏ thì mình dùng hàng Nhật nha. Viên nhỏ thì mình dùng hàng Nhật, còn nếu mà mình viên to mình uống được viên to thì mình dùng hàng Mỹ. Mọi người muốn dùng glucosamine nào cũng được hết nha. Đó là nguyên cái combo này nè. Là đau nhức xương, thoái hóa khớp nè. Làm uống cực kỳ tốt nha. Đó, combo 4 món vậy đó. Rồi ai mua loại nào thì mọi người cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Cái này 490 nè. Cái này 800 nè. Cái này 550 nè. Còn cái hũ này là 350 nha. Đấy, combo cho người thoái hóa đó. Điều trị thoái hóa đốt sống cổ nè. Gai cột sống nè. Rồi... thoái hóa cột sống nè, thoái vị đĩa đệm nè. Đó, mọi người là nên dùng cái combo này nha mình, thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn nha. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho shop nha. Rồi cái omega 3 Hàn Quốc này á, làm mọi người thấy người ta in cái hình em bé không? Tức là già trẻ lớn bé gì cũng phải bổ sung á. Già trẻ gì lớn bé gì cũng phải bổ sung cái omega 3 hết nha mọi người. Là phải bổ sung thường xuyên á, thì cơ thể mình rất là cần cái omega 3. Mà mình không bổ sung nó thiếu á thì nó cũng gây ra đủ thứ bệnh hết á. Mình mà đau nhức xương khớp á, mình có hai đợt mà mình thấy mình rõ nhất là mình bổ sung omega 3. Một cái đợt cách đây 2 năm 2016, 2015 á. 2015 là mình đau khớp, mình đi không được đó. Thì mình uống cái
cái omega 3 và có cái dầu nhuyễn thể mọi người. Cái dầu nhuyễn thể nó cũng là một cái dạng omega 3. Thì mình uống cái năm đó là mình uống 4 lọ. Xong là cái chân mình đi bình thường được. Rồi sau này nó bị một chỗ rồi nó bị tùm lum chỗ hết trơn á. Đau mà nó sưng to. Nha, cái đầu gối thì nó ok đi được mà cái khớp tay này đau nè, khớp cổ tay đau nè, cái gót chân nó đau nè, cái vai này nó đau nè. Nói chung là đau toàn thân luôn rồi đó. Giống như người tàn phế luôn rồi đó. Xong rồi mình bổ sung omega 3 nè, glucosamine nè, mình cứ luân phiên hết hãng này tới hãng kia, cứ buông hãng này uống hết hãng này cái lấy hãng khác ra uống. Uống miết như vậy đó mọi người thì nó hết hồi nào không hay á nha. Đừng có hỏi là tôi hết hồi nào, uống bao lâu thì hết, cái câu đó không bao giờ trả lời được vì nó hết nào mình cũng không biết lấy đâu mình trả lời mọi người. Lúc mà dịch đó là uống nhiều lắm. Uống sau dịch là thấy nó hết rồi đó. Mà không biết hết thời điểm nào thôi. Tại vì cái giảm đau nó uống nó hết đau thì mình cảm thấy mình thoải mái, mình không bị ức chế nữa đó. Nhưng mà không biết chính xác là thời điểm nào hết, chỉ biết là sau cái đợt mình uống rất là nhiều thứ như vậy đó thì cái ôm mình bổ sung omega với sụn cá mập đầy đủ đó thì mình hết. Mà trong cái giai đoạn đó là mình có uống cái hũ này mọi người, cái hũ này nè. Mình cũng có uống hai cái hũ này nha. Lúc đó mình uống hai hũ này. Tức là mình uống hết hũ này thì mình lấy hũ này. Rồi hết hũ này xong mình uống cái hũ khác gì nữa mình không nhớ nữa, nhưng mà trong đó là đầu tiên uống hũ này. Xong tới uống cái hũ này nha. Nói chung là mọi người uống omega 3 hãng nào cũng được, có uống là tốt nha. Hãng nào cũng được, mọi người thích Nhật mua Nhật, thích Mỹ mua Mỹ, thích Hàn mua Hàn. Nói chung là có uống là bổ sung đầy đủ là nó tốt. Nhưng mà đặc biệt cái hũ này là mình bây giờ mình mới để ý nè. Thì cái hàm lượng sụn cá mập nó cao. Cái thằng này cái hàm lượng nó cao. Nó cao thì nó sẽ hỗ trợ cái phần thiếu hụt cho mình á. Nên là cái kết quả nó nhanh. Trong đó mình mới nhớ ra là mình có uống cái hũ này thì nó đặc biệt là tốt cho xương khớp mọi người. Nó vừa giúp sáng mắt nè, nó vừa giúp cái thằng này nè bảo vệ tăng cường sức khỏe tim mạch nè, hỗ trợ các hoạt động của mắt nè, tăng cường chức năng xương khớp nè, hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp nè, phòng chống hỗ trợ ung thư nè, ngăn ngừa quá trình lão hóa da nè nha. Cái trong này nè nó có cái thành phần á, cái này gọi là squalene nè. Đây là cái hợp chất hữu cơ đóng vai trò là chất trung gian trong cái hoạt động trao đổi chất của cơ thể, và một trong những tác dụng chính của nó là bôi trơn à, trong cái thành phần trong này là cái sụn á, sụn cá mập là nó bôi trơn. Nó đối với hệ xương khớp là bổ sung cái sụn này vô thì cái xớp hoạt động trơn tru linh hoạt hơn, giảm cảm giác đau do cứng khớp khô khớp, từ đó nó hỗ trợ điều trị các triệu chứng đau nhức xương khớp. Bên cạnh đó cái sụn trong dầu gan cá mập này có tác dụng kích thích hệ miễn dịch, sinh kháng thể chống lại các di nguyên gây phản ứng viêm, hỗ trợ giúp điều trị viêm xương khớp. Tức là mọi người biết sao không, nó kháng viêm nha, nó kháng viêm đó. Những người mà đang bị viêm bị sưng đó thì nó kháng viêm, do đó là nó mới hết đau. Hết viêm là nó hết sưng, mà hết sưng là nó hết đau, nó vậy đơn giản vậy thôi. Thì cái thành phần mà sụn trong này nó rất là cao hơn những cái sản phẩm khác nha mọi người. Cái đó giá là nó khác nhau hết á. À, cái hũ này là 560 một hũ nha, uống một tháng là một ngày uống 6 viên đó. Rồi cái hũ này là 180 viên, uống ngày 4 viên, 390 một hũ nha, 390 một hũ omega 3 nè. Omega Nhật này là 390 nè. Cái viên uống dầu gan cá mập này là dầu gan cá mập biển sâu này là 560 một hũ nè. Còn cái dầu gan cá mập cái loại này nè, sụn cá mập loại này thì là 560 một hũ, uống được 2 tháng nha. Cái này uống được 2 tháng, cái này uống được 1 tháng, đồng giá nhau luôn. Nhưng mà cái này uống có 1 tháng, này uống 2 tháng. Cái đợt đó là cái hàng gọi là hàng mà cạnh đát đó mọi người, là công ty bây giờ nó cũng sale hết đó. Cái thời điểm đó là cạnh đát là mình mua về mình uống á nha mọi người. Mình uống là nó có hiệu quả rất là cao luôn. Do đó cô chú anh chị là ai có khả năng tài chính như thế nào thì mọi người cân nhắc, mọi người lựa cái sản phẩm mọi người uống thôi, chỉ có bổ sung là tốt nha.
Rồi còn cái này là glucosamine, này là glucosamine Nhật nè. Một cái hộp này là 950 viên nha. 950 viên là 5670 một hộp nha. Còn cái sụn này là 560 một hộp nha cô chú anh chị. Đó, ai mua loại nào mọi người cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho shop nha. Sụn là 560 nha cô chú anh chị. Còn glucosamine có loại 950 viên là mình ngày mình uống 10 viên. Mình uống 10 viên thì mình uống sau ăn nha. Mọi người nhớ là ăn no rồi uống nha. Cứ uống sau ăn là uống được. Còn cái này là ngày 4 viên, 390 một hũ nha. 390 omega 3 Nhật nè. Là uống ngày 4 viên, 390 một hũ. Mọi người ai mua loại nào mọi người cứ inbox địa chỉ số điện thoại sớm nha. Còn cái này omega 3 Hàn Quốc là 300 viên, uống ngày 2 viên là uống được 5 tháng là 550 một hũ. Cái hàm lượng nó khác nhau hết mọi người. Cái hàm lượng nó khác nhau nên cái giá nó khác nhau, rồi là cái hãng nó khác, rồi thêm cái quốc gia nó khác nữa. Do đó mọi người không có so sánh về giá mà mình chỉ so sánh cái hàm lượng ha. Nha. Rồi hoặc là mình thích Nhật mua Nhật, thích Hàn mua Hàn, thích Mỹ mua Mỹ nha. Rồi ai mua thì mọi người cứ inbox địa chỉ số điện thoại shop nha. Còn ai mà muốn mà xương khớp mà đau nhức mà uống mà hiệu quả nhanh á thì mọi người mua cái loại này. 600.000 sale còn 490 nha. Sale còn 490, việc trong này cái glucosamine, sụn cá mập, mầm đậu nành, mầm hàng thủ ô, rồi vitamin các loại luôn. Nó tốt cho xương khớp. À, khoáng chất, vitamin và khoáng chất luôn, tốt cho xương khớp. Cái này uống 1 tháng, một ngày uống thì còn mấy viên, 9 viên, 270 viên, uống ngày 9 viên là uống được 30 ngày nha, 490. Thay vì mọi người mua nhiều hũ, mọi người mua một hũ này thôi cũng đủ rồi nha. Là hiệu quả nó nhanh là mua cái loại này nha. Còn cái này uống phòng ngừa đột quỵ nha mọi người. Cái này gọi là Natto 4000 nè, uống phòng ngừa đột quỵ nha. Nó hỗ trợ là làm tan cái cục máu đông nè, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não nè, hỗ trợ chuyển hóa mỡ trong máu nè, ngăn sự hình thành mảng xơ vữa nè, tăng độ đàn hồi thành mạch, tăng cường sức đề kháng nha. Một hộp là uống được một tháng nha nhà mình nha, uống sau ăn nha, một ngày uống 2 viên, một hộp này uống 1 tháng. Cô chú anh chị nào mà đang bị tai biến thì mình uống để hỗ trợ điều trị nè. Ai mà đã từng tai biến để phòng ngừa tái phát nè, ai chưa bị đột quỵ thì mình uống để phòng ngừa nha. Lâu lâu mình uống một hộp này nha. 750 một hộp, nay sale còn 550 nha. 550 một hộp. Cái này thành phần chính của nó là mầm đậu nành lên men nha mọi người. Ngoài ra bổ sung thêm một số vitamin khoáng chất trong này nữa nha. Là 550 một hộp nha. Ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho shop nha mình nha. Rồi còn cái này là glucosamine của Mỹ, một hộp 200 viên, uống ngày 2 viên cho em nha. Hãng Movafi này cũng rất là nổi tiếng của Mỹ nè. 750 một hộp nha. Còn cái này viên uống tiền mãn kinh này là của Nhật Bản. Một hộp là 840 viên, một ngày chị em uống từ 10 đến 12 viên, 30 tuổi trở lên là uống được nha. Cái này nó thứ nhất là nó giúp chị em cân bằng nội tiết tố nè. À, nó sẽ giảm triệu chứng da sạm nám tàn nhang nè. Nó sẽ hỗ trợ chị em làm đẹp da nè, hỗ trợ giảm các triệu chứng giai đoạn tiền mãn kinh nè, giảm khô hạn nè. Cái này mình trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh á thì những cái triệu chứng khó chịu á thì nó sẽ giảm nha. Ví dụ như là bốc hỏa nè, đổ mồ hôi nè, rãn xương nè, rụng tóc nè, vân vân, nhiều lắm mọi người. Cái giai đoạn đó mà chị em bị hành là lên bờ xuống ruộng luôn nha. Thì nếu mà mình đang trong cái giai đoạn từ mà 45 đến 55 tuổi là mình nên uống nè. Còn chị em nào mà da mà sạm nám là do nó rối loạn tiết tố là từ 30 tuổi, ngoài 30 tuổi là bắt đầu uống được rồi nha. 13 loại thảo dược cho đó an toàn cho sức khỏe nha. 750.000 một hộp nha. Còn cái này dầu cá Mỹ nha mọi người. Dầu cá Mỹ thì nó là một lọ này là 400 viên, ngày uống 2 viên nha. Cái hàm lượng là 1000 mg, hàm lượng 1000 mg của hãng Kirkland này, hãng này rất là nổi tiếng nha. Rồi một cái hũ này là 490.000 nha mọi người. 490.000. Trong này cái hàm lượng DHA với EPA là 250 mg, omega loại khác nữa là 50 mg,
cholesterol 10 mg. Rồi một cái hộp này là 490 ngàn, mình sẽ uống được 200 ngày là 7 tháng nha, uống được 7 tháng omega 3 Mỹ. Tôi chứ anh chị có thể mua cái loại này tháng chưa, tháng 7 tháng là tháng có 7749 nè, tháng 70 ngàn. Mua cá, mua chưa đừng ký cá, chưa được ký cá ngừ nha mọi người, chưa đừng ký cá ngừ đâu, cá ngừ lúc này nó cũng mắc á đó. Mọi người mua cái dầu cá này là một tháng chỉ tốn 70 ngàn thôi. Rồi cái viên này là dành quý ông nha, một người uống hai người vui nè, một người uống hai người vui là mua mấy cái loại này này nha. Nó vừa tăng cường sức khỏe của quý ông, đồng thời là nó tăng cường sinh lý cho quý ông nha. À, cái này là hào tươi tỏi nghệ nè, nếu mà ông nào hay rượu bia nhiều á thì uống cái loại này, nó vừa tăng cường sức khỏe mà nó vừa thải được độc gan. Trong này có nghệ nè, cái nghệ này là tăng cường chức năng gan và thải độc gan nè. À, trong này có bổ sung thêm hào tươi tỏi nghệ nè và một số vitamin khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe và tăng cường bản lĩnh đàn ông nha. Một người uống hai người vui đó, là cái hũ này là 490 ngàn nha, 490. Còn cái này là hào macca, hào macca một cái hũ này là 650 nha, hào macca là 650. Còn cái này là viên uống tăng cường sinh lực trước sức 33, cái này là 430 nha, 430. Hũ này là uống một ngày từ 3 đến 6 viên nè, cái này ngày 3 đến 6 viên, cái này ngày uống 4 viên nha, cái này ngày uống 4 viên, là cái này uống 1 tháng nha. Còn cái này là ngày uống 3 viên là uống được 2 tháng nha, hũ này uống 2 tháng. Hũ này 490 nè, hũ này 430 nè, hũ này 650 nè. Đó, đây là hãng Orihiro của Nhật rất là nổi tiếng. Rồi mọi người ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại shop nha. Mình nhớ có một cái ông khách làm cứ mua một lần hai lọ này. Ông cứ lần mua một lần là mua hai hộp. Mà cái thời điểm nó giá nó còn cao chứ nó không rẻ như bây giờ đâu mọi người. Thời điểm nó giá nó còn cao. Bữa nay nó rẻ rồi đó. Bữa nay nó xuống rồi. Hôm trước mà là làm 500-600 ngàn một hộp á. Còn cái này dành cho chị em nè, chị em nào muốn săn chắc vòng 1, tăng size vòng 1 thì mua cái này, hoặc là chị em trong giai đoạn tiền mãn kinh uống cái này nó cũng giảm triệu chứng nè. Rồi da đẹp uống cái này da cũng đẹp nha. 3B của Orihiro, một cái hũ này là 735, là sale còn 535 nha. 535 ngàn một hộp. Ai đau dạ dày thì uống hũ này nha. Ăn không tiêu nè, ở chua nè, chướng bụng đầy hơi nè, là uống cái này nè, nó có thành phần MSC nè, là nó tiêu thụ cái chất béo á. Khi mình ăn là bao giờ cũng phải có chất béo nữa mới dẫn xuất đi vô, nhưng mà cái người mình đang dạ dày thì nó không có tiêu. Nó không tiêu nó làm khó chịu nha. Thì một cái hộp này là 520 ngàn nha, uống ngày 6 viên, sáng 3, trưa 3, chiều 3, cứ ăn trước hoặc sau ăn đều được nha. Dạ dày cô qua cũng Nhật rất là nổi tiếng nha. Ai nào đau nhức xương khớp nên sale cho cái hũ này, cái chai này nha. À, bình thường là cái chai này là dầu nóng nè, dầu nóng mọi người để sẵn trong nhà đó, mình cần là mình bôi thôi. Một cái hộp này là 120 ngàn, hôm nay em sale còn 90 nha. Đó, còn một chai duy nhất sale 90, sale cho hết đi lấy lô mới. Rồi còn cái này kẹo ngủ nha nhà mình, ai đi ngủ mà không ngủ được á, chành chọc băn khoăn nước chẳng thành thì mình mua kẹo này tối mình nhai 2 viên trước khi mình đi ngủ nha. Mọi người cứ nhai 2 viên trước khi đi ngủ là ok nha. Rồi 10 mg một viên, 10 mg 90 viên. Rồi 390 một hũ nha. Còn cái này là cái kem dưỡng ẩm nha nha mình. Cái mùa lạnh này nè, ai mà ở xứ lạnh á thì mình mua cái hũ này mình dưỡng ẩm để da mình không bị khô nè, toàn thân nha. Cái này dưỡng toàn thân body á, dưỡng mặt được luôn nha. Một cái hũ này là 390 ngàn, được 566 gram, rất là nhiều luôn. Đặc biệt xứ lạnh là mọi người mùa này phải dưỡng, không dưỡng là nó nứt nẻ ra là nó đau á nha. Rồi ai mua thì kinh bốc địa chỉ số điện thoại cho shop nha. 390 một hũ, Cetaphil rất là nổi tiếng nha.
Còn chị em nào muốn đẹp á, mua cái chai này uống nè mọi người. Nhau thai cừu. Nhau thai cừu nha. Không chả lẽ tôi cái gì tôi cũng uống chứ. Cái này tôi thèm lắm rồi, nhưng mà đang uống nhiều thứ quá nè. Cái hàm lượng nó là nhau thai cừu là 150.000 mg, còn cái collagen á là nó 30.000 mg, mà cái này dạng nước. Dạng nước thì nó hấp thu nhanh. Mà giá cực kỳ tốt nha mọi người. Một chai này uống một tháng là bình thường là nó 700 750 á, hôm nay sale còn 650 nha. Hôm nay đang có giá cực kỳ tốt luôn là 650 chị em uống một tháng. Mà cái hàm lượng nó cực kỳ cao vậy nè, thì hiệu quả nó nhanh lắm. Trong này là cái chai thủy tinh mà có cái ly trong này cho mình đông nha. Ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Nước thông nhau thay cầu này nè. Uống uống đi mọi người. Nó đang rẻ đó. Hàm lượng mà tới 150.000 mg với lại 30.000 mg là cực kỳ cao. Còn cái này là tảo lục nha cô chú anh chị, tảo lục. Tảo lục này một cái chai này là 1.500 viên. Tảo Nhật Bản thì mọi người biết là rất là tốt rồi, đông nhức xương khớp uống cũng tốt nè. Ăn kiêng uống cũng tốt nè, muốn tăng cân uống cũng tốt, giảm cân uống cũng ok luôn nè. Những người hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ táo bón luôn nè. Một cái lọ này là 520 nha, 520. Trong này nó một cái lọ thủy tinh nha mà, 520 một lọ nha. Uống ngày 20 đến 30 viên, chia làm 2-3 lần vậy đó. Ai tăng cân thì mình uống sau ăn, còn ai giữ cân giảm cân mình uống trước ăn nha. Mọi người thôi tới đây xuống được rồi nha mọi người. Ngày mai lên tiếp nha. Mỗi ngày em lên lại. Mọi người có thể xem lại mấy cái like trước đó nha. Xem lại mấy cái like trước cũng được. Đó, em lên luân phiên chứ không một ngày không có lên hết được đâu, nhiều hàng lắm. Cô chú anh chị ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Thì tối nay con còn gì like nha mọi người, không có ai phát trực tiếp gì không? Có rằng nếu có thì nữa em cũng chuyển like chứ em không để like này nữa, em sẽ xuống cái like này. Có gì hay ho không thì mới mới lên nha mọi người. À thôi.